Sau khi nghe được huấn luyện viên của mình, đó là anh Bùi Anh Tuấn, đã có những phân tích và đưa ra những bài hát, thì Ngân quyết định là chọn bài hát Chia Tay. Đây là một bài hát khá mới của anh Tuấn, và Nga cũng có phần gặp khó khăn, đó là Nga thì thường là không có nhớ lời, rất là vất vả khi học lời. Lần đầu tiên được hát chung với anh Bùi Anh Tuấn thì rất là run và hồi hộp, và cũng rất là mong chờ cái phần thi của mình. Nga nghĩ là sau tập này thì mọi người sẽ thấy là Nga sẽ là một người khác và có thể biến hóa mình nhiều hơn nữa và có nhiều màu sắc hơn nữa. Sự kết hợp đúng là một cặp trời sinh. Đẹp trai, đẹp gái, hát hay, lãng mạn và diễn quá là tình trên sân khấu này nữa. Nãy giờ Nguyên Khang thấy là chị Hồng Nhung, chị theo dõi tiết mục này mà chị cười suốt. Hình như là chị rất là thích cái câu chuyện tình lãng mạn trong cái ca khúc này đúng không ạ? Tôi thấy rất yêu cái hình ảnh dễ thương, trong sáng và hồn nhiên của hai em, và cái giọng hát cũng
cũng nhẹ nhàng như là cái lời thì thầm tình yêu của cái người con gái mà biết giữ ý. Xin cảm ơn các em. Cảm ơn ạ. Thưa quý vị, ý của chị Phương Thanh như thế nào? Cũng giống như chị Hồng Nhung là Phương Thanh thấy được cái sự trong sáng thanh thoát của cô diễn viên. Nhưng khi vào ca nhạc, em vẫn đem cái cảm xúc đó vào, nhưng mà giọng hát của em rất là đáng yêu. Và một điều nữa là thấy Bùi Anh Tuấn luôn là một người đàn ông luôn luôn là lo lắng cho các bạn diễn của mình. Lúc nào hát xong Tuấn cũng thở. Hết rồi. Phải không Tuấn? Bởi vì cái thời gian vừa rồi con không có nhiều cơ hội để mà con được gặp với cả các bạn nhiều, nên là cho đến khi mà có thời gian thì con cố gắng dành hết những cái gì mình có thể. Hy vọng là với cái sự gần nhau và với cái sự mà hiểu nhau của tất cả các team của Bùi Anh Tuấn thì hy vọng là mọi người sẽ vẫn cứ vững bước như thế này, vẫn cứ giữ vững niềm tin như thế này. Trong team thì Nga là thí sinh mà có một cái sự lo lắng nhiều nhất, lúc nào cũng đòi muốn tập. Anh hôm nay có tập được không, dù trễ như thế nào đi nữa thì Nga vẫn sẽ muốn tập. Con đánh giá rất cao cái tinh thần đó của Nga. Nãy lên thì con rất là thương vì cái sự lo lắng đến, nên là cảm ơn mọi người đã động viên Nga. Thế mới thấy là học trò mình đi thi thì huấn luyện viên người ta lo lắng như thế nào. Và đó. Xin mời nhạc sĩ Huy Tuấn ạ, mời anh. Tôi nghe cái thổ lộ của anh Bùi Anh Tuấn là tôi thấy hơi tiếc, với tư cách là một người đàn ông mà để một người đẹp như này đợi bao nhiêu lâu mới tập với mình một buổi, quá phí phạm Tuấn ạ. Không à, em sao một tại buổi sao lại có thể lên đây nói bảo em không có nhiều thời không, gian không, để dành không, cho thí sinh. Cái đấy là em có lý do chính đáng nên là mọi người mới thông cảm, chứ không em nghĩ là tất cả mọi người đáng mấy đi về đáng mà không dành thời gian cho những cô gái như này. Ồ, thế là đối với gái đẹp. Thật ra là anh Tuấn đã dành tất cả các thời gian sinh hoạt của mình để tập cho các thí sinh trong team luôn rồi ạ. Nên tất cả tụi em phải nỗ lực gấp trăm lần. Đúng rồi đấy, anh nghĩ là cái đó, điều đó nó cũng toát lên ở trong cái phần trình diễn vừa rồi. Đấy là em còn phải nỗ lực rất là nhiều. Bạn Bùi Anh Tuấn cũng thế. Có nghĩa là bạn cần phải bỏ nhiều thời gian hơn để cùng Thiên Nga có thể làm tốt hơn trong những tuần sau để cho bạn ấy tự tin hơn. Rồi chắc chắn là các bạn của chúng ta sẽ phối hợp với nhau nhiều hơn nữa. Và chúng ta tin rằng ở những vòng sau thì Thiên Nga cùng với lại Bùi Anh Tuấn sẽ có thêm nhiều tiết mục thú vị mang đến cho quý vị khán giả. Bây giờ đây thì chúng ta sẽ cùng đến với số điểm dành cho cặp đôi của chúng ta. Chúng tôi xin mời số điểm từ ca sĩ Hồng Nhung. Xin được gửi các em số điểm là 9,25. Xin mời số điểm của nữ ca sĩ Phương Thanh. Số điểm của Phương Thanh là 9,5. 9,5. Dạ. Xin mời số điểm của nhạc sĩ Huy Tuấn. Số điểm của tôi là 9,25. 9,25. Cảm ơn anh. Xin cảm ơn, chúc mừng của anh Tuấn cùng với Thiên Nga. Cảm ơn hai bạn.